Cuốn sách tiên tri Nhật Bản Nhật Nguyệt Thần Thị dự báo rằng năm 2025 sẽ có đại họa, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Theo như cuốn sách Nhật Nguyệt Thần Thị do Okamoto Tenmei, người Nhật Bản viết, thế giới có thể sẽ đối mặt với một biến cố vào năm 2025. Cuốn sách tiên tri này nói rằng thế giới đã trải qua 6 lần tái tạo, trong đó có những thảm họa tự nhiên mang tính hủy diệt. Chúng ta hiện đang ở chu kỳ thứ 7 và năm 2025 sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ này. Tuy nhiên, đây không phải là tận thế mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Cuốn Nhật Nguyệt Thần Thị nói rằng thảm họa tự nhiên sắp tới sẽ là cơ hội để thế giới tái sinh, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới. Tương truyền rằng cuốn Nhật Nguyệt Thần Thị là do Okamoto Tenmei ghi chép hoàn toàn tự nhiên, nghĩa là đã có một vị thần linh nhập vào thân thể của ông ấy và điều khiển ông viết ra những điều này. Rốt cuộc, Nhật Nguyệt Thần Thị đã tiết lộ những điều gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Okamoto Tenmei, sinh năm 1897, từ nhỏ đã sở hữu khả năng ngoại cảm kỳ lạ. Ông có thể tiếp xúc với những điều mà người bình thường không thể cảm nhận được. Bản thân Okamoto Tenmei cũng là một tín đồ của Đại Bản Giáo Nhật Bản, một tôn giáo được sáng lập bởi một nhà tiên tri rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Tổ chức tôn giáo này do Deguchi Onisaburo sáng lập, và những người thuộc tôn giáo này đều được coi là những người có khả năng tiếp cận thông tin từ thần linh. Tenmei bắt đầu nhận được sứ mệnh từ thần linh trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khi ông được mời đến để thực hiện một nghi thức phù kê cho quân đội Nhật Bản, một phương pháp bói toán cổ xưa của Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai đang gần kết thúc, để dự đoán tình hình chiến sự trong tương lai, Okamoto Tenmei đã được mời thực hiện một buổi bói toán gọi là phù kê. Trong buổi bói toán này, ông chỉ nhận được cái tên Amano Hizukugami mà không có bất cứ một thông tin nào khác xuất hiện. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau buổi bói toán, Tenmei nhận được lời mời của tiền bối và người quen Takada Suzo đến thăm làng Kongo thuộc quận Inba, Chiba. Tại đây, ông phát hiện ra rằng thần thờ tại đền Mahata Chincha tên là Amano Hizukugami. Sau khi biết được thông tin này, Tenmei tin rằng đó là ý chỉ của thần linh và quyết định đến thăm nơi này, mong có được chỉ dẫn từ Amano Hisuku. Sau khi Okamoto Tenmei cúng bái tại đền, trong lúc nghỉ ngơi tại văn phòng, ông đã trải qua hiện tượng kỳ lạ, đó là bút tự động viết do sự nhập thể của thần linh. Được biết, Tenmei là một họa sĩ vốn có thói quen mang theo bút và giấy bên mình. Khi đang nghỉ ngơi, thì Tenmei đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói dữ dội ở trán và cánh tay phải. Cơ thể ông không thể tự kiểm soát, nên Tenmei linh tính được có điều gì sắp xảy ra. Ông đã lấy bút và giấy ra. Ngay lập tức, bút trên giấy bắt đầu viết một cách nhanh chóng và không thể ngừng. Ngay cả chính Tenmei cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ này. Đây chính là hình ảnh của văn bản gốc từ Nhật Nguyệt Thần Thị. Cuốn sách này được viết bằng các ký tự giống như mật mã, nhưng thông qua việc chuyển đổi cách đọc và giải mã các ký hiệu, nội dung của nó dần được hé lộ. Nhiều thông tin quan trọng đã được giải mã, trong đó có việc cuốn sách đưa ra cảnh báo về tương lai của nhân loại, dự đoán rằng một vị thần thực sự sẽ hạ thế để cứu rỗi chúng sinh bằng sức mạnh thần thánh, mang đến một thế giới lý tưởng không lo âu. Tuy nhiên, trước khi kỷ nguyên mới đến, nhân loại sẽ phải đối mặt với những thảm họa và thử thách chưa từng có. Để sinh tồn, chúng ta phải liên tục rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi vì chỉ có những người được tôi luyện mới có thể vượt qua thử thách. Cuốn sách đã trở thành chủ đề nóng trong những năm gần đây vì nó đã dự đoán chính xác sự thay đổi của Nhật Bản và thế giới sau chiến tranh. Nó tiên đoán rằng Nhật Bản sẽ phải chịu đựng thảm họa tồi tệ nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai, với Tokyo biến thành đống đổ nát. Quả thực, như đã dự đoán, Nhật Bản đã chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp với các cuộc thả bom ném thẳng xuống Tokyo, Hiroshima và Nagasaki, làm cho phần lớn đất nước trở thành tro bụi. Theo Nhật Nguyệt Thần Thị, trái đất đã trải qua 6 lần tái sinh lớn, gọi là
đại kiến thế, mỗi lần đều do các thảm họa thiên nhiên quy mô lớn hoặc chiến tranh gây ra. Theo dự đoán của Nhật Nguyệt Thần Thị, cuộc đại biến cách tiếp theo sẽ là lần cuối cùng và nghiêm trọng nhất. Nhật Nguyệt Thần Thị dự đoán một thời điểm then chốt trong tương lai gọi là Đại Đỉnh. Đây không chỉ là một thảm họa thông thường mà là một sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến vô số thế giới, bao gồm cả thế giới thực tại của chúng ta và thế giới của các vị thần linh. Tất cả các thế giới, bao gồm cả linh giới, u giới và các cõi khác, sẽ trải qua những biến động chưa từng có. Nhật Nguyệt Thần Thị viết rằng, ngay cả các vị thần cũng không thể hiểu được thảm họa lần này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tam thiên giới, một khái niệm chỉ những thế giới vô tận. Đại Đỉnh được hiểu là một cuộc cách mạng vũ trụ quy mô khổng lồ. Về những thay đổi trên trái đất, Nhật Nguyệt Thần Thị tiên đoán rằng trục trái đất sẽ bị đảo ngược, dẫn đến sự chuyển biến chóng mặt của mặt đất. Cuốn sách cũng nêu rõ rằng toàn thế giới sẽ vang vọng những tiếng thở than, một số vùng đất sẽ biến thành đại dương, trong khi một số đại dương sẽ trở thành đất liền. Có ý kiến cho rằng sự dịch chuyển trục trái đất và sự thay đổi toàn diện của mặt đất có thể liên quan đến hiện tượng đảo cực điện từ với hai khả năng chính. Thứ nhất là hiện tượng đảo ngược từ trường địa cầu. Trong vòng 3 triệu năm qua, đã có 11 lần xác nhận sự đảo ngược của cực từ Nam và Bắc trên trái đất. Trung bình hiện tượng đảo cực điện từ này xảy ra mỗi 300.000 năm một lần. Tuy nhiên, lần đảo cực điện từ cuối cùng xảy ra cách đây 780.000 năm. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn với chu kỳ 300.000 năm. Do đó, nguy cơ xảy ra đảo cực điện từ trên trái đất hiện nay là rất cao. Nếu hiện tượng đảo cực điện từ xảy ra, nồng độ tầng ozone bảo vệ bề mặt trái đất có thể giảm từ 20 đến 40%, dẫn đến sự gia tăng lượng tia UV đến bề mặt trái đất. Đồng thời, trái đất cũng sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của các cơn bão từ trường. Nền văn minh của chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cú sốc nghiêm trọng. Không chỉ hệ thống tài chính hiện tại sẽ có những biến đổi mạnh mẽ, mà còn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, dẫn đến tình trạng hỗn loạn xã hội toàn cầu. Một khả năng khác là sự dịch chuyển lớn của trục trái đất. Nếu trục trái đất xảy ra sự dịch chuyển đáng kể, khí hậu của trái đất sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Ví dụ như sự thay đổi thời gian chiếu sáng mặt trời, dẫn đến sự thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa và độ dài của các mùa. Sự dịch chuyển trục trái đất cũng có thể dẫn đến những thay đổi về độ dài ngày đêm, biến động mực nước biển và rối loạn trong chu trình đại dương. Sự gia tăng nhiệt độ biển có thể đe dọa một số khu vực ven biển. Nếu dịch chuyển trục trái đất diễn ra mạnh mẽ hơn, cấu trúc bên trong của trái đất và phân bố căng thẳng vào trái đất cũng sẽ thay đổi, làm cho hoạt động của động đất và núi lửa trở nên tích cực hơn. Một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến sự dịch chuyển trục trái đất là va chạm với thiên thạch. Trên thực tế, trục trái đất đã từng bị thay đổi bởi va chạm thiên thạch trong thời kỳ cổ đại. Hiện nay, có rất nhiều dự đoán về nguy cơ va chạm thiên thạch vào năm 2025. Một trong những người đưa ra dự đoán này là nhà vật lý Nhật Bản Hosaku Kunio. Ông cho rằng vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, một thiên thạch sẽ va chạm với biển Philippines. Dự đoán của ông dựa trên dữ liệu thu thập được từ một trạm quan sát và các tính toán về điểm rơi của thiên thạch. Mặc dù Hosaku Kunio không phải là nhà tiên tri, nhưng ông là một nhà vật lý nổi tiếng toàn cầu. Vì vậy, khả năng ông bịa đặt để nổi tiếng là rất thấp. Ngoài dự đoán của Hosaku Kunio, còn có những dự đoán khác về va chạm thiên thạch, chẳng hạn như dự đoán của bộ lạc Hopi và các sách manga dự đoán tương lai của Nhật Bản. Trong Nhật Nguyệt Thần Thị, có một đoạn dự đoán rằng năm 2020 là năm then chốt của cuộc cách mạng thế giới. Trong đó, các con số 123 ám chỉ Nhật Nguyệt Thần Thị, trong khi các con số 345 đại diện cho 3 thời kỳ tại Nhật Bản là Đại Chính, Chiêu Hòa và Heisei. Khi 3 thời kỳ này kết thúc, chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của Di Lặc. Trong thế giới của Di Lặc, theo Nhật Nguyệt Thần Thị, thì đó là một thế giới kết hợp giữa tinh thần và vật chất. Lúc đó, con người có thể nâng cao năng lượng tinh thần của mình và kết nối với các thực thể ở cấp độ cao hơn thông qua việc tụng niệm các thần chú đặc biệt. Để chuẩn bị cho thời đại mới này, chúng ta không chỉ nên tránh xa đà vào chủ nghĩa vật chất hiện tại, mà còn cần chú trọng đến sự trưởng thành trong tâm thức. Nhật Nguyệt Thần Thị còn cho rằng, các vị thần linh sẽ được xuất hiện vào thời gian này, và một thế giới mới cũng sẽ bắt đầu từ đây. Vào năm 2025, qua những thiên tai, thế giới sẽ trải qua một cuộc tái thiết vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới đầy triển vọng. Trong hệ thống thời gian của Nhật Bản, năm Thìn được tính theo hệ 12 con giáp của Việt Nam, với năm Thìn tương ứng với năm Rồng.
Vòng lặp này quay vòng mỗi 12 năm một lần. Vậy liệu thế giới mới đã bắt đầu từ năm nay hay chưa? Theo mô tả của Nhật Nguyệt Thần Thị, thế giới của Di Lặc sẽ là một thế giới đầy ánh sáng và hy vọng. Để thực hiện hóa thế giới này, mỗi người chúng ta cần phải nâng cao năng lượng tinh thần trong bản thân. Bạn nghĩ gì về lời tiên tri của quyển sách này? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.